Ngay sau phiên thảo luận tại hội trường, kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 bước vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Chất vấn Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, đại biểu đặt nhiều câu hỏi xoay quanh các vấn đề về thu hút đầu tư vào thành phố, tình hình đầu tư các khu công nghiệp mới, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tình hình dự án tuyến đường vành đai phía Tây 2 đoạn qua địa phận quận Cẩm Lệ cùng một số công trình dự án khác trên địa bàn. Việc thu hút FDI 6 tháng đầu năm 2023 đạt rất thấp. Vấn đề đặt ra là tại sao thu hút FDI đạt thấp như vậy, trong khi các tỉnh và cả nước đều thu hút FDI đạt và tăng. Xin hỏi đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, 6 tháng cuối năm dự kiến sẽ thu hút đầu tư FDI vào thành phố như thế nào? Và việc thu hút đầu tư FDI 6 tháng đầu năm thấp như vậy thì trách nhiệm thuộc về đơn vị nào? Xin cảm ơn. Đối với thành phố Đà Nẵng của chúng ta thì phải nói rằng là cái diện tích của thành phố Đà Nẵng thì có quỹ đất là nhỏ. Việc kêu gọi đầu tư ở của thành phố thì chủ yếu sẽ tập trung đầu tư vào các khu công nghiệp, công nghệ cao. Quỹ đất ngoài khu công nghiệp thì hầu hết là cái quy mô quỹ đất là nhỏ, cho nên là cái khả năng mà thu hút các nhà đầu tư FDI lớn là cũng khó khăn đối với cái khu ngoài khu công nghiệp. Bên cạnh đó thì hiện nay thành phố chúng ta đang trong quá trình triển khai lập quy hoạch phân khu và đang chờ kết quả. Do vậy, các vấn đề về quy hoạch, về đất đai, về đầu tư chúng ta chưa đảm bảo tính sẵn sàng để có thể là kêu gọi nhà đầu tư mà thực hiện ngay được. Quá trình triển khai việc kêu gọi nhà đầu tư đối với một số dự án mà chúng ta đã có quỹ đất sạch thì cái thủ tục mà chúng ta lập triển khai thì còn khá dài. Để triển khai cái việc thu hút đầu tư trong cái thời gian sắp tới, thứ nhất thì giải pháp của thành phố đó là Ban Quản lý Xúc tiến Đầu tư sẽ tập trung nghiên cứu và đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư phù hợp với nhu cầu tình hình thực tế của địa phương đối với các tập đoàn lớn trên cơ sở tình hình thu hút đầu tư của thành phố. Cái thứ hai là thành phố sẽ tập trung khẩn trương hoàn thành quy hoạch phân khu. Cái thứ ba là các sở ngành sẽ rà soát đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục về quy hoạch, lập phương án đấu giá đất, chủ động xây dựng phương án đấu giá để sẵn sàng kêu gọi nhà đầu tư. Cũng như là chủ động phối hợp với các bộ ngành xây dựng quy trình, tiêu chí, đấu thầu đối với các dự án lớn mà hiện nay chưa có quy định về đấu thầu chuyên ngành, ví dụ như là khu công nghiệp, cảng biển. Đề nghị đồng chí Giám đốc Sở cho biết đến thời điểm bây giờ thì có bao nhiêu doanh nghiệp được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp này và tổng số kinh phí hỗ trợ là bao nhiêu? Trong thời gian tới thì các chính sách này tích hợp như thế nào để quảng bá và đưa đến cho doanh nghiệp họ nắm được chính sách này và họ được thụ hưởng? Đến thời điểm hiện nay thì chúng ta có 17 chính sách của thành phố hỗ trợ cho doanh nghiệp và chúng ta đã hỗ trợ trên 1.684 lượt doanh nghiệp hộ kinh doanh cơ sở sản xuất với tổng kinh phí hỗ trợ trên 123 tỷ đồng. Thì bên cạnh một số chính sách như vậy đạt được hiệu quả cao thì vẫn còn một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thành phố còn có những tồn tại hạn chế nhất định và chưa có nhiều doanh nghiệp nhà đầu tư tiếp cận thụ hưởng chính sách như là chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng hiệu quả hàng hóa giai đoạn 21-30 hoặc là chính sách phát triển công nghệ thông tin. Và trên cái tình hình đó thì vừa rồi thì một số chính sách đã đang được rà soát và tiếp tục triển khai bổ sung sửa đổi để khắc phục những tồn tại hạn chế như là chính sách hỗ trợ chương trình xúc tiến thương mại của thành phố, chính sách khuyến khích xã hội hóa, chính sách phát triển khai thác hải sản trên địa bàn, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Thì nhìn chung thì các chính sách này đã tác động đến doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp, tuy nhiên là chưa đáp ứng đầy đủ cái nhu cầu của cộng đồng doanh nghiệp và nhất là trong bối cảnh doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề sau dịch Covid-19. Chất vấn Giám đốc Sở Xây dựng, đại biểu dành nhiều sự quan tâm đến tình hình các dự án đang trong tình trạng chậm triển khai, quy hoạch treo. Cử tri phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà nhiều lần phản ánh kiến nghị về việc chậm triển khai các dự án trên địa bàn, làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh hoạt của nhân dân tại đây. Cụ thể đó là dự án chống ngập úng của tổ 58, 59 cũ, dự án khu tái định cư An Nhân 1 và dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư 4 phần còn lại. Đề nghị đồng chí Giám đốc Sở cho biết về kế hoạch tiến độ triển khai các dự án này như thế nào và các dự án này tiếp tục được thực hiện hay không? Nếu có thì khi nào triển khai, dự kiến thời gian hoàn thành là khi nào? Và cũng báo cáo với đồng chí Giám đốc Sở thì đây là những vấn đề cử tri bức xúc phản ánh nhiều lần qua các hình thức như đơn thư, tiếp dân và tiếp xúc cử tri trong nhiệm kỳ trước và cả nhiệm kỳ này.
dự án chống ngập tổ 85 thì dự án chống ngập tổ 58 và 59 cũ thì cái dự án này thực ra là Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà làm chủ đầu tư. Và hiện nay thì Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà đã thực hiện xong cái việc lấy ý kiến của đơn vị về hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, đang hoàn chỉnh cái hồ sơ theo ý kiến của cái đơn vị và trình dự kiến là sẽ trình Sở Kế hoạch Đầu tư thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trong cái tháng 7 2023. Và dự kiến thời gian thực hiện của cái dự án này là 2023 và 2024. Đối với dự án khu dân cư An Nhân 1 đấy, thì dự án này là hiện nay là thi công tương đối là đã hoàn thành rồi. Riêng cái khu vực mà quy hoạch tại khu đất cục vật tư đoàn 45 có An Đồn, có nghĩa là cái tuyến đường nối từ đường Lê Văn Quý ra đường Nguyễn Công Trứ ấy, thì chưa triển khai do vướng cái đất quốc phòng. Và ngoài ra thì có 4 cái hộ dân tại kiệt 23 của Nguyễn Công Trứ. Thì về cái 4 hộ dân Nguyễn Công Trứ này thì trước thì chủ trương Ủy ban thành phố cũng đã cho chủ trương là giải tỏa 4 cái hộ dân này, và hiện nay quận Sơn Trà là đơn vị mà thực hiện giải tỏa đền bù giải phóng mặt bằng cái dự án này. Còn liên quan đến dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư 4 á, thì dự án này thì cũng được Ủy ban thành phố phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư vào ngày 30 tháng 5 2023, và thời gian hoàn chỉnh dự án là đến là năm 2025. Và cái kế hoạch đền bù giải tỏa được Ủy ban thành phố cũng phê duyệt vào ngày 27 tháng 1 và dự kiến hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng vào năm 2024. Và hiện nay thì ban dự án phát triển đô thị cũng đã triển khai thi công theo tiến độ giải phóng mặt bằng của quận Sơn Trà. Bà con cử tri tại tổ 89 phường Hòa Xuân kiến nghị rất nhiều lần liên quan đến cái dự án khu vực đất dự trữ ven sông phía bắc khu A khu dân cư Nam Cầu Cổng Lệ. Và cái nội dung này thì báo cáo với đồng chí giám đốc sở là cũng đã được kiến nghị rất nhiều lần. Dự án thì đã gần 15 năm nhưng chưa tiến hành triển khai, làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Thì đề nghị, cử tri kiến nghị là đề nghị Ủy ban thành phố cho biết dự án này trong thời gian đến có triển khai hay không? Nếu có, thời gian thực hiện như thế nào? Trường hợp nếu không tổ chức triển khai thì công bố công khai cho nhân dân biết để đảm bảo quyền lợi của người dân. Liên quan cái khu vực tổ 89 phường Hòa Xuân này thì về quy hoạch chi tiết ấy, thì đã được phê duyệt năm 2017. Trong đó thì về cái định hướng của quy hoạch ở khu vực này ấy, thì trong cái quy hoạch chung Thủ tướng phê duyệt 2013 thì mình định hướng đây vẫn là đất công viên, cây xanh, hành lang thoát lũ. Và quy hoạch phân khu 2017 thì cũng là định hướng là đất cây xanh, công viên, thể dục thể thao và các hành lang thoát lũ. Và trong quy hoạch chung mà mới nhất là 2021 được Thủ tướng phê duyệt ấy, thì định hướng khu vực này cũng là đất cây xanh, vùng đệm thoát lũ. Như vậy thì rõ ràng là các cấp độ quy hoạch từ quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết thì đều là phê duyệt là đồng bộ và không có vướng mắc về cái vấn đề quy hoạch. Chỉ có là hiện nay thì đối với dự án này thì thành phố vẫn chưa có cái chủ trương đầu tư, chưa phê duyệt dự án, thì đây là cái vướng mắc chính. Về cái giải tỏa đền bù ấy, thì trước đây thì Ủy ban thành phố cũng đã giao cho huyện Hòa Vang cũng như quận Cẩm Lệ là triển khai các hoạt động giải tỏa đền bù. Và qua cái nhưng do cái tính pháp lý rất là phức tạp của nguồn gốc đất đai từ khu vực này thì quận huyện cũng chưa trình cái phương án bồi thường thiệt hại và hỗ trợ tái định cư, nên đã tạm dừng các công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án này. Về quan điểm ở dự án này, đây là một cái dự án mà kéo dài rất là lâu và ảnh hưởng đến người dân, thì cũng đề nghị là mình phải sớm triển khai dự án theo định hướng theo quy hoạch chung, hay như là phù hợp quy hoạch chung, mình định hướng theo cái này, và đề nghị là cũng sẽ khẩn trương là mình lập cái dự án đầu tư cho cái dự án này và trình phê duyệt để giải tỏa đền bù và triển khai sớm cái dự án này trong thời gian đến. Thì cái này đề nghị quận Cẩm Lệ cũng các đơn vị cũng sẽ có cái tham mưu lại Ủy ban thành phố trong cái vấn đề triển khai cái dự án này. Tại phiên chất vấn, các đại biểu cũng đặt nhiều câu hỏi cho Giám đốc Sở Xây dựng về dự án xây dựng tổng thể cảnh quan hai bên bờ sông Hằng, triển khai quy hoạch dự án ga đường sắt trên địa bàn quận Liên Chiểu, xử lý hết vấn đề ngập nước của người dân vào mùa mưa, bố trí hết quỹ nhà ở xã hội có hết thu nhập thấp.